Rồi, xin chào các bạn nha. Một con đã lên ngọn cây rồi. Gió quá gió. Khó xuống à. Sụt xuống được dài dài qua nhánh nè. Wow, dữ thiệt. Gió lớn quá. Dưới lửa căng hả? Gió quá gió. Đang ro, đang ro. Gió yếu quá. Gió không trúng luôn. Không ro được. Wow. Sự cố. Tay lớn đó. Đấy, rồi. Quá luôn, quá gió luôn. Đấy, rồi. Ngay con tràm. Con mấy con này chịu gió nè. Nào. Nào. Gió giật. Quá mạnh. Bất thường. Mạnh quá các bạn ơi. Gió này gió 26 luôn. Mạnh quá. Dù chịu không nói luôn.
tiếp một con nữa, 4 giây. Kéo nhỏ cho dính chỗ này hết ra rồi. Quá trời. Khá nhiều rồi nha, chục con rồi đó. Rồi, giờ giải cứu con diều này coi. Đã giải cứu được một con diều xuống đất. Trời ơi, dây nó quấn à. Hết biết không? Diều nằm đây ngay hết. Đó kia sao bị đơ rồi? Dữ rồi. Dữ văn à. Dữ văn này bị treo rồi. Dằn tiểu quá tiểu. Run. Ủa chú Vũ biết nhà ông Mừng không? Biết. Con cũng biết á. Sao biết? Chứ Long Tăng đúng không? Sao con biết? Biết. Nhà con ở gần nhà ông Mừng luôn, ngày nào cũng cháu qua bển. Ừ. Đâu ở đó? Người nào? Nhà ông có gì? Diều. Biết không á? Phải không á? Phải, có máy bay nữa. Gần đó hả? Đúng rồi, nhà con gần đó không á. Thì con ngày nào cũng xuống suối rồi bắt cua. Con câu cá. Đó làm gì có suối? Có chứ, suối có luôn. Sao nhà ông chứng mía á? À. Nhà con đó đó hả? Dạ. À, đúng rồi. Trước nhà trước cũng chứng mía luôn á. À. Con xuống dưới bắt cua. Nhà con gần nhà ông chín mía không? Gần lắm á. Cây cầm ở trong cái chỗ rồi.
đầy bãi hết, đầu câu. Quá quấn dây rồi, ghê luôn. Thôi video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Quá cỡ dữ. Quá nhào. Mình quay cảnh diều này lên thử coi thử sao. Mới thử lèo đây. Bất chợt ha. Làm được hả? Mới thử lèo ha, lên. Xa dữ cơ. Rồi thôi, tạm biệt các bạn nha. Rồi, bye bye.